Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 24 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ngành, đơn vị liên quan. Tại hội nghị, các đồng chí thường trực Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm: tờ trình số 195 về chủ trương đầu tư dự án đê kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc, xây dựng tường rào hội trường, cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp, sân đường nội bộ, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tờ trình số 192 về chủ trương đầu tư dự án kho bảo quản vật chứng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và vật chất nguy hiểm khác; tờ trình số 194 về việc điều chỉnh nghị quyết số 314 ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; tờ trình số 189 về việc bãi bỏ nghị quyết số 125 ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tờ trình số 190 về việc chưa ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 nhưng không thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Kết luận các nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành đơn vị liên quan xây dựng các tờ trình đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu. Đối với tờ trình số 195, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chỉnh sửa một số từ ngữ để phù hợp với nội hàm và dễ hiểu hơn. Đối với tờ trình số 190, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh chủ trương ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 nhưng không thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững là một chủ trương đúng đắn, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vốn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên hiện nay, Chính phủ đang giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng một số cơ chế chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, về cơ bản, các chính sách đề xuất tỉnh ban hành đều thuộc nội dung hỗ trợ của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc chưa ban hành cơ chế chính sách của tỉnh là hợp lý để tránh trùng lặp với các cơ chế chính sách của Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện các tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Hôm qua ngày 24 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp lần thứ 18 để cho ý kiến vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Dân tỉnh khóa 18 sẽ được tổ chức vào ngày mai 25 tháng 5. Tại kỳ họp, Hội đồng Dân tỉnh sẽ nghe, thảo luận và xem xét quyết nghị các vấn đề tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân như chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối. Điều chỉnh nghị quyết số 314/2022 của Hội đồng Dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý. Hủy bỏ nghị quyết số 127/2015 của Hội đồng Dân tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ trương đầu tư dự án đường Đông Xuân, thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh, Đông Tiến. Chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc, xây dựng tường rào, nhà hậu trường, cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp, sân đường nội bộ, mua sắm doanh cụ của đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và một số nội dung quan trọng khác.
Đối với kỳ họp thứ 14, Hội đồng dân tỉnh khóa 18, kỳ họp thường lệ giữa năm, dự kiến sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày vào đầu tháng 7 năm 2023, sẽ xem xét thông qua các báo cáo tờ trình của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng dân tỉnh đối với các vấn đề kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành chất vấn lãnh đạo một số sở ngành đối với những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp thu giải trình một số vấn đề đại biểu Hội đồng dân tỉnh quan tâm, đồng thời đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân tỉnh 6 tháng cuối năm và những định hướng lớn của năm 2024. Kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, thống nhất với dự kiến nội dung kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng dân tỉnh khóa 18. Trên cơ sở dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh sắp xếp thời gian hợp lý để việc trình bày các báo cáo tờ trình, báo cáo thẩm tra một cách ngắn gọn, nêu bật được những nội dung đại biểu và cử tri quan tâm. Chủ động phối hợp với Ủy ban dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện các báo cáo tờ trình, cập nhật sớm để đại biểu Hội đồng dân tỉnh nghiên cứu. Đối với nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 14, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn được các vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức kỳ họp thành công tốt đẹp. Chiều qua ngày 24 tháng 5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhân lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa. Chúc tăng ni Phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Thông tin tới các tăng ni Phật tử tình hình kinh tế xã hội của Thanh Hóa thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vị thế của Thanh Hóa đang ngày càng được khẳng định, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thành tích chung đó, vai trò đóng góp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Phật giáo Việt Nam luôn là tôn giáo yêu nước, gắn bó, đồng hành, trở thành nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, xây dựng hạnh phúc của con người và tư tưởng độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam. Chúc mừng những bước phát triển ngày càng lớn mạnh của Phật giáo Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng khẳng định những kết quả trong hoạt động Phật sự của Phật giáo Thanh Hóa đã tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp đối với các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đây chính là nguồn lực quan trọng để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hữu hiệu lý tưởng đạo pháp dân tộc với tinh thần đoàn kết, hòa hợp của những người con Phật giáo trong thời đại mới. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tích, kết quả rất nổi bật, tuy nhiên chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục vượt qua để đưa kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương phát triển trong nhóm đầu của cả nước, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, thì vai trò của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo là rất quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, các tăng ni Phật tử tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chúng ta quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành một tỉnh phát triển, một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, động viên sâu sắc, kịp thời của lãnh đạo tỉnh đối với Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định là một tôn giáo luôn đồng hành gắn bó cùng dân tộc, Phật giáo Thanh Hóa luôn thấm nhuần quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sống chan hòa thân thiết cùng xã hội theo phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tạo nên hình ảnh tốt đẹp trong Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, thực hiện nghiêm túc phương châm hoạt động của giáo hội là đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tăng ni Phật tử Thanh Hóa
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp, hộ quốc, an dân, luôn gắn bó và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân để phấn đấu góp phần xây dựng Thanh Hóa mạnh về kinh tế, vững về chính trị, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Thực hiện quyết định số 1128 ngày 6 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hôm qua ngày 24 tháng 5, 3 tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của một số chủ đầu tư địa phương. Cùng tham gia có các thành viên trong tổ công tác, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh, nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh, cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ, xã Hà Sơn và dự án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, giai đoạn 2. Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ giao chi tiết cho 8 đơn vị chủ đầu tư thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của tổ công tác số 2 là 785 tỷ đồng với 31 dự án nhiệm vụ. Đến ngày 22 tháng 5, tổng số vốn đã giải ngân của 8 chủ đầu tư địa phương đạt 134 tỷ đồng, đạt 17% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Có 5 chủ đầu tư địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm các huyện Hậu Lộc, Quan Sơn, Thạch Thành, Như Thanh và Hà Trung. Có 3 chủ đầu tư địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp là Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và thị xã Nghi Sơn. Nhìn chung, các chủ đầu tư và các địa phương đã có nhiều cố gắng, song tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên, có một số dự án đã hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân do chủ đầu tư chậm hoàn thành thủ tục giải ngân và chậm trong công tác quyết toán dự án. Một số dự án gặp khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư do liên quan đến đơn giá đền bù, việc xác định nguồn gốc đất chưa có hạ tầng tái định cư, ngoài ra còn một số khó khăn trong quy trình triển khai dự án. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tổ công tác, báo cáo của các địa phương và chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, vốn đầu tư công là nguồn vốn rất quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nếu giải ngân kịp thời, sẽ nhanh chóng đưa các công trình dự án vào khai thác, kết nối, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của các địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao, đồng thời yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư tiếp tục nỗ lực để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Đồng chí lưu ý, hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh mới chỉ đạt 28% kế hoạch, trong đó tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư đơn vị thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của tổ công tác số 2 có tiến độ khá chậm. Do đó, các đơn vị chủ đầu tư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng dự án cụ thể, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ đầu tư tập trung thực hiện các giải pháp, khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, có ký cam kết với tổ công tác về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng địa phương, đơn vị. Các địa phương và đơn vị liên quan cần ra soát tổng thể các dự án đang triển khai, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đây là chỉ đạo của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra đôn đốc việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Quan Hóa, Nga Sơn, Hoàng Hóa, thành phố Sầm Sơn. Theo báo cáo của các huyện, thành phố thuộc phạm vi giám sát của Tổ công tác số 3, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu tại chỉ thị 04 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa và Hoàng Hóa có tỷ lệ giải ngân khá tốt. Các địa phương cũng đã giải trình những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công các dự án, ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn như thiếu nguồn vật liệu san lấp nền, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các vấn đề về thủ tục điều chỉnh nguồn vốn. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh yêu cầu các địa phương cần coi giải ngân và triển khai các dự án đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng có tác động trực tiếp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung để quyết liệt chỉ đạo thực hiện.
đồng chí yêu cầu các địa phương rà soát tổng thể các dự án đầu tư công đang triển khai, tăng cường đôn đốc kiểm tra, theo dõi tiến độ, xác định lựa chọn các dự án trọng điểm, cân đối nguồn vốn để đầu tư, giải ngân có trọng tâm, thực hiện gọn từng dự án, tránh đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Các huyện, thành phố và các sở ngành đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cũng như tăng tỷ lệ giải ngân vốn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan chủ động khẩn trương phối hợp cùng các địa phương để có phương án giải quyết kịp thời phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, phương tiện thi công các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ kỹ thuật. Giao Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra chất lượng thi công các công trình giao thông, nhất là chất lượng mặt đường, mặt cầu. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có các chỉ đạo cụ thể để nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án của từng địa phương. Tổ công tác số 5 của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với các huyện Nông Cống, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Lang Chánh, Thường Xuân. Theo báo cáo, nhìn chung tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở các địa phương chưa đảm bảo tiến độ. Trong đó, huyện Vĩnh Lộc giải ngân các dự án đạt trên 9,2%, huyện Nông Cống đạt 51%, giải ngân vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội tại huyện Thường Xuân đạt 0,18%, huyện Như Xuân đạt 8%, huyện Lang Chánh đạt 3,1%. Nguyên nhân các dự án giải ngân chậm là giá cả nguyên vật liệu biến động theo xu hướng tăng, mỏ cung cấp vật liệu xa phải lấy từ địa phương khác, công tác phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung của xã chậm so với yêu cầu của dự án, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư kéo dài, năng lực một số đơn vị tư vấn thiết kế còn hạn chế. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra giám sát, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tổ trưởng tổ công tác số 5 của Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, tổng số vốn giải ngân của các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở các địa phương chưa đảm bảo tiến độ, mới đạt 14% so với kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu năm, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương cần ra soát, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án do đơn vị địa phương quản lý và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tuần, tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, tiếp tục hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả việc giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định dự án, thiết kế dự án công trình thuộc lĩnh vực quản lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các chủ đầu tư, lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực nhằm thực hiện hiệu quả các dự án. Hôm qua ngày 24 tháng 5, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe báo cáo kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung cầu và trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Sự kiến hội nghị kết nối cung cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Các hoạt động diễn ra gồm tuyên truyền, quảng bá, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với quy mô 200 gian hàng, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn và tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu, tập huấn hướng dẫn kỹ năng truyền thông và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản của tỉnh. Chuỗi hoạt động của hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy kết nối, hình thành liên kết giữa các cơ sở sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh, tạo ra nhiều chuỗi liên kết cung ứng nông sản, thực phẩm phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang thống nhất tổ chức chương trình theo đề xuất của ngành nông nghiệp. Đồng chí lưu ý việc bố trí không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm phải khoa học hấp dẫn, sản phẩm được lựa chọn để giới thiệu quảng bá tại hội nghị phải có chất lượng tốt, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ngoài các gian hàng trong tỉnh, tăng cường mở rộng thêm gian hàng của các tỉnh bạn, tăng cường phối hợp với báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, làm nổi bật các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh cũng như các hoạt động của hội nghị, đảm bảo an ninh trật tự,
vệ sinh môi trường trước, trong và sau hội nghị. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 24 tháng 5, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền giới thiệu các nội dung quy định về quản lý bán hàng đa cấp, dấu hiệu nhận diện bán hàng đa cấp bất chính, những thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp bất chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh, chất lượng của sản phẩm hàng hóa dịch vụ Việt Nam, từ đó ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong mua sắm tiêu dùng hàng ngày. Tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012, tổ chức ngày 24 tháng 5, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nhìn chung các hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã về vai trò đổi mới hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012, tổ chức các lớp tập huấn quản lý nhân sự, tài chính thuế, chuyển đổi số gắn với thương mại điện tử. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khô ráo, ít mưa, trên các công trường thi công dự án giao thông, nhiều nhà thầu đang tăng tốc làm cả ngày lẫn đêm để bù tiến độ nhằm đưa dự án về đích theo kế hoạch. Hạng mục cầu Quang vượt qua sông Mã là hạng mục quan trọng nhất của dự án đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. Theo thiết kế, cầu có chiều dài hơn 1 km với 25 nhịp, trong đó có 3 nhịp thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng, 19 nhịp dầm Super T trên bãi sông và 3 nhịp dầm bản vượt đê. Để đảm bảo yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng công trình, liên danh nhà thầu công ty cổ phần 479 Hòa Bình và công ty cổ phần xây dựng cầu Thanh Hóa đã huy động tối đa nhân công và cán bộ kỹ thuật cùng hệ thống máy móc hiện đại, bố trí chạm trộn bê tông, đúc cấu kiện, cuốn thép ngay tại công trường nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển nguyên vật liệu. Đến nay, khối lượng hoàn thành xây lắp đạt 120 tỷ đồng, tương đương 26% hợp đồng và vượt tiến độ so với kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa lũ, thì liên doanh nhà thầu sẽ tiến hành thi công 3 ca trong ngày 24 đến 24, và số lượng công nhân hiện nay trên công trường đã là hơn 100 người. Và để trước mùa mưa lũ, nhà thầu sẽ phấn đấu là hoàn thiện toàn bộ cái hạng mục cọc khăn nhôi và bể chứa nước. Còn tại dự án đường Vạn Thiện Bến En, đến nay khối lượng vốn đã giải ngân cho phần thi công là hơn 315 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. Với nguồn vốn dồi dào và thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tập trung triển khai đồng loạt gần 10 mũi thi công trên công trường tại các hạng mục bóc phong hóa, đắp nền, gia cố mặt đường, theo dõi lún và hệ thống thoát nước dọc tuyến. Riêng nút giao với cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, đến ngày 2 tháng 9, nhà thầu sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục nền, mặt đường, hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thông tuyến cao tốc. Đơn vị thi công đã bố trí 6 mũi thi công, thời gian là 3 ca liên tục. Trong quá trình thi công đó thì hiện tại là có những điểm là vướng mắc mặt bằng cũng như là những cái điểm mà địa chất thay đổi thì nhà thầu phải phối hợp với tư vấn giám sát. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh đang triển khai 6 dự án giao thông quan trọng và hiện đã được bố trí vốn đạt tiến độ yêu cầu. Do đó, để tăng tốc, bù đắp thời gian không thi công được do mùa mưa bão đến, chủ đầu tư đang tích cực đốc thúc nhà thầu yêu cầu báo cáo tiến độ hàng ngày nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để thao gỡ, quyết tâm không để công trình nào về đích trễ hạn. Trước tình hình nắng nóng liên tục gia tăng và dự báo kéo dài suốt mùa hè, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai các giải pháp phòng chống nắng nóng nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Hệ thống quạt mát, nước uống dinh dưỡng được tăng cường bố trí gần các vị trí công nhân sản xuất. Thời gian sản xuất cũng được doanh nghiệp này linh hoạt điều chỉnh để tránh nóng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đáp ứng kịp thời việc sản xuất các đơn hàng đã ký kết. Là cái ca ngày thì giảm đi khoảng tầm 70%, chuyển sang làm chủ yếu làm ca đêm để cho một là tiết kiệm điện, thứ hai là mát mẻ. Chế độ bữa ăn rồi nước uống hàng ngày thì đều là cái chế độ nó so với lại mùa đông thì nó khác, nó được vượt trội cái việc đó. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, làm giảm năng suất lao động. Do đó, bước vào mùa hè, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, các khu vực nghỉ trưa, ăn ca.
Nhà xưởng, nơi làm việc được lắp đặt thêm hệ thống làm mát, quạt, điều hòa, cây xanh, tạo không gian thoáng mát. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chủ động trang bị thêm bảo hộ lao động, thiết bị phòng tránh nắng, quan tâm đến chế độ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca để nâng cao sức khỏe người lao động, linh hoạt thay đổi giờ làm việc, nhất là đối với những người phải làm ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. Đơn vị thi công cũng đã linh hoạt thay đổi cái giờ giấc làm việc. Mùa nắng nóng thì anh em này làm sớm hơn và nghỉ muộn hơn. Ví dụ sáng bình thường là 6 giờ anh em phải tiến hành, buổi trưa 10 giờ thì là bắt đầu nắng lên thì là anh em là nghỉ. Trung bình trong ngày thì cứ 2 tiếng một lần là anh em được nghỉ ngơi, ngồi uống nước. Công ty cũng đã, đơn vị cũng đã lo lắng đầy đủ nước uống cho anh em công nhân, rồi bảo hộ lao động cũng như là cái nơi nghỉ cho anh em đảm bảo sức khỏe. Ở những khu vực cần lắp quạt, bên phía nhà máy đã lắp quạt. Đối với khu vực có thể lắp điều hòa, nhà máy cũng lắp điều hòa, đồng thời phun nước lên mái để giảm nhiệt độ, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Việc áp dụng các biện pháp chống nóng sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp, song đó là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe người lao động. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của doanh nghiệp đến người lao động, tạo động lực để mọi người hăng say làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Theo quy định Bộ Tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021-2025, để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, phải có ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất về sản xuất, giáo dục, văn hóa, mang giá trị đặc trưng của địa phương do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Theo đó, các xã được lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã rà soát thực tế và lựa chọn tiêu chí nổi trội nhất, tạo điểm nhấn, nét đẹp riêng của địa phương mình để triển khai thực hiện. Lựa chọn lĩnh vực cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp an toàn làm tiêu chí nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương đã giao cho các tổ chức đoàn thể trồng gần 10 km đường hoa, cây xanh, cây bóng mát đạt 82%, đồng thời bê tông hóa 100% tuyến đường thôn xóm khang trang sạch sẽ, vận động người dân tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường. Cùng với nguồn ngân sách, xã Quảng Trung cũng đã kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, lắp đặt hệ thống đèn cao áp chiếu sáng ở các trục đường chính, xây dựng lan can bảo vệ tại các điểm kênh mương nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Đến nay, tiêu chí nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Quảng Trung đã hoàn thành. Địa phương sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân cùng với lại cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể là bởi vì là đây là lợi ích rất thiết thực đến với lại cái việc nâng cao cuộc sống, đời sống, chất lượng cuộc sống của nhân dân, huy động tất cả mọi nguồn lực, đặc biệt là từ cái nguồn lực trong nhân dân, cái xã hội hóa nguồn lực từ nhân dân và các cái nguồn của ngân sách xã, ngân sách nhà nước cấp trên. Nhưng mà cơ bản là với cái quan điểm là xây dựng nông thôn mới thì không có điểm dừng, không có điểm kết thúc. Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa lựa chọn tiêu chí nổi trội là chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã và đang triển khai một số nội dung cơ bản như lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các điểm công cộng, nhà trường, hộ dân nhằm quản lý tốt vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, thành lập các nhóm họp dân ở các thôn trên mạng xã hội, hướng đến xây dựng nông thôn thông minh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải cách hành chính, xử lý văn bản không giấy giúp người dân đến làm việc nhanh gọn, hiệu quả. Thời gian tới là chúng tôi phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Minh Hóa và các ngành liên quan để thành lập các tổ và hướng dẫn cho người dân các cái thôn để thực hiện các cái nội dung của chuyển đổi số, thanh toán điện tử, thanh toán tiền điện, tiền nước, rồi lắp hệ thống camera an ninh, rồi là thực hiện cái đài truyền thanh thông minh, rồi một số cái nội dung khác. Tùy điều kiện thực tế, các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã lựa chọn một số lĩnh vực tiêu biểu nhất, phát huy được thế mạnh của địa phương để đăng ký thực hiện. Trên cơ sở quy định của tỉnh, các sở ban ngành phụ trách theo từng lĩnh vực sẽ trực tiếp về các xã hướng dẫn nội dung, cách thức triển khai cụ thể. Nguồn lực thực hiện tiêu chí nổi trội chủ yếu là nội lực của địa phương, kết hợp huy động xã hội hóa trong cộng đồng dân cư. Đến nay toàn tỉnh có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ở mỗi xã nông thôn mới kiểu mẫu đều chọn một tiêu chí nổi trội để tạo sự khác biệt về giá trị cuộc sống, từ đó hình thành nên những vùng quê nông thôn đáng sống. Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2023, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tập huấn liên hoan văn nghệ và thể thao. Các cán bộ Hội cựu thanh niên xung phong được tập huấn những nội dung về điều lệ và công tác văn phòng hội, công tác kiểm tra, quy trình thành lập ban liên lạc, chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, thông tin tuyên truyền. Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ Hội cựu thanh niên xung phong nâng cao kỹ năng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phong trào hội đạt hiệu quả.
Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức giao lưu bóng chuyển hơi và liên hoan văn nghệ Hát về một thời để nhớ với sự tham gia của hơn 130 hội viên đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Quảng Xương đã tổ chức 4 phiên tòa xét xử các vụ án hình sự bằng hình thức trực tuyến, trong đó có 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ trộm cắp tài sản. Các phiên tòa trực tuyến được kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân huyện Quảng Xương và điểm cầu thành phần tại nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Xương. Các phiên tòa trực tuyến được tổ chức công khai. Tại đây, các cơ quan tiến hành tố tụng đã triển khai đầy đủ các thủ tục của một phiên tòa theo quy định. Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát trao đổi với bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu. Hình ảnh, âm thanh giữa hai điểm cầu rõ ràng thông suốt. Các phiên tòa đã diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đảm bảo các quy định của pháp luật. Việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến nhằm hướng tới xây dựng tòa án điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho cán bộ nhân viên thuộc khách sạn Mường Thanh Grand, thành phố Thanh Hóa. Lực lượng tham gia đã triển khai xử lý tốt tình huống giả định sự cố chập điện dẫn đến cháy tại sân khấu của hội trường tầng 3. Việc tổ chức chữa cháy và hướng dẫn người mắc kẹt thoát nạn an toàn của lực lượng phòng cháy và sự phối hợp của nhân viên khách sạn. Việc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hoạt động thường niên nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại khách sạn, đảm bảo an toàn cho khách lưu trú tại đây. Sáng ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học chủ đề cập nhật lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Claudio Ronco, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới và nhiều chuyên gia đồng hành về thận nhân tạo, lọc máu, hồi sức tích cực. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, kỹ thuật lọc máu hấp phụ cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ và lọc máu hấp phụ miễn dịch trong một số bệnh lý tại đơn vị hồi sức tích cực. Hội thảo đã được tổ chức nhằm cập nhật ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ, một kỹ thuật mới được xem là chìa khóa giúp cứu chữa thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.